Xin chào cả nhà, hôm nay mấy chị em dẫn nhau đi chợ ăn đông chơi. Và chúc cả nhà xem kênh vui vẻ và nhớ đăng ký kênh cho Thảo nha. Cảm ơn cả nhà. Hôm nay đi vòng vòng Sài Gòn, quận 6, quận 5, chợ An Đông. Qua chợ An Đông chơi mà cũng vắng. Thấy toàn là người bán không mà, không có ai mua hết. Này, trung tâm thương mại, dịch vụ An Đông. Mấy cửa này cửa khác nữa. Bò lá lớp. Cái lớp gì? Dạ, chút quay lại anh. Dạ. Chợ bán vàng. Đi mình xem đi chị. Dạ, để anh đi vòng vòng cái gì em lại. Chợ An Đông bán giá sỉ nè. Chợ nhà giàu. Chợ An Đông. Nhà bán đồ đẹp quá nè. Đồ hổ tay Phật. Mua cái đầm em bé 1 tuổi là 400 ngàn. Đồ gỗ cắt. Đẹp. Con heo bằng gỗ à. Xuân Trúc. Nhiều cái đồ án rồi.
khắc những tượng Phật bằng gỗ. Lưu niệm đi, không phải lưu niệm. Cái này nhiều cơ. Thơm á hả? Nên là cái loại xe chầm á. Chầm. Chầm đeo nó thơm á. Hai cái 800 đi. Được không? Được không? Không được hả? 600 một cái thì sao có 2 cái 800 con, 2 cái 1.2 triệu. Bớt đi cô. Bớt không mua 2 cái. Mỗi cái bớt 50 đi, 1.1 triệu đi con. Tại vì nó có giá hết rồi con à. Quên đi.1 triệu đi. Trời mưa mà. Ở ngoài mưa, mưa. Mưa cũng lớn á. Mưa lớn lắm, khách đâu. Nãy con vô đây mà. Quay đi xe tay vậy. Ở trong này không biết mưa nắng. Đúng rồi, tại lạnh lạnh đi. Đi. Có phá. Oh no, daddy kill you. Không mua đó hả? Vì chén ba nó mỗi lần tôi cắt cái gì. Người chém ai vậy? Trời ơi. Người nuôi nắng mình sao lại chém? Chăm cây tóc hả? Cắt trong vỏ rồi. Cảm ơn cô nha. Cảm ơn cô nha. Ê, mẹ có thể mua tặng ba này. Ngày xưa ba còn trẻ, mẹ gây lộn cho ba. Tượng Phật đẹp quá các ngài. Dắt hết lại đó. Cái này là cổ Lan Ma luôn á. Chanh bình bông nè, bông gỗ. Còn cái làm gì? Cái này đeo sao? Cái này biết mà cũng đeo cổ gì, quấn tay cho làm ông quấn tay. Cái này giống như mấy ông thầy đeo cổ không? Đúng rồi, cái này 108 mà. Cái thơm không? Thơm. Thơm hoài, cái này thơm hoài, thơm hoài. Hoàng đàn mà, hoàng đàn ai cũng biết rồi. Không biết luôn. Cái này nhiêu? Cái này 800, cái đó 1 triệu con. Cái này là hoàng sao cô? Như vậy thôi hả? Đúng rồi, mình quấn tay. Cái này nếu mà nam á cũng nó cũng leo cổ, cũng có leo cổ thì cũng quấn như vậy, quấn cái vô tay. Bây giờ modern người ta đeo tay không nè. Dạ đeo vậy hả?
Thôi bán con này 500 đi con đem chơi nè. Không, không biết được, 500 là chưa có tới vốn cô nữa con. Vậy hả? Ờ. 800 ngàn rồi con trả 500 là thua. Cơ toàn tập rồi. Gì gì ở bên Trung Quốc là gì ở nha, ở đâu? Trung Quốc. Thì sao Nam? Người Tà, người Hoa đây. Anh gì ở đây hả? À, người Hoa, người Hoa trời lớn hả? Dạ. Thôi cái này thì con lấy cho cô tính cho con 700 rồi con. Vô không tới luôn á, con thấy đẹp mua chơi rồi, con cũng có am hiểu mấy cái này nè. Nhưng mà 500 là trời thua rồi. Bây giờ con muốn mua, con mua chơi thì con cho cô xin một tiếng nữa đi. Cho thêm chút xíu cho được không được cũng vui vẻ mà con. Được luôn á, con cho cô báo với cô 500 ngàn nè. Nhớ, 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 nhớ. Nhớ. Đây. Em ơi. Yeah. Em kìa. Chào. Hóa hả? Mua. Trả 500 bán luôn. Yeah. Trời mưa quá hả? Có hàng nhiều lắm chị, mấy hàng đẹp nha, quay vô. Quay vô hả? Dạ, nãy con quay bên đó rồi. Nói, quay cái có rồi, có rồi. Đấy là đây là Xuân, Xuân Trúc. Dạ. Quay giùm em đi cho bánh đắt. Đây là cửa hàng của cô Xuân Trúc ở chợ An Đông nha mọi người. Có đi qua đây thì ủng hộ cô. Cô bán những tượng Phật gỗ rồi nè. Cái nào cũng đẹp hết. Bình hoa rồi các cái nè, heo gỗ tàu rồi đây để đi trang trí trong nhà cho đẹp, tượng Phật, kính Phật này nè, qua đây ủng hộ cô thỉnh về thờ. Bình hoa cũng vẫn đẹp. Cô kêu review giùm cô đó. Cái ai lên An Đông thì ghé chỗ này ủng hộ cô Xuân Trúc Mỹ Nghệ. Ủa là nhà Thảo ăn luôn. Ủa đứa bằng mấy ca mũ. Đứa này như chục. Rồi. Này có hộp thuốc luôn nè. Thuốc tặng thuốc. Còn chị ạ. Thành phố Thủ Đức ạ. À. Nhà ở Thủ Đức. Dạ. Có ba tính thêm một cái 10 ngàn, ba cái 30 ngàn này, bên này 30 ngàn nữa là có 60 ngàn nè. Ly này dễ thương Ly. Phải con áo dễ thương lắm nè. Mấy áo đó, đó hả? À đi. Kinh mua mua áo phát hoài. Cái này mát
cụ áo phát. Đồ chế em này bán gia sĩ không mà mọi người. Để xuống rồi. Rồi chế em. Quay cái đầu cầu thứ thêm mấy ha đẹp á. Ở đâu được đâu, dướng kìa. Mấy cái tòa nhà này mới sao Thảo nhận ra được hay vậy? Đó, đi bên đây hoài không nhận hả? Mấy cái tòa này mới đó. Mấy cái này chắc có Kipa Kipa B. Trời ơi xong. Cao cấp mà. Cái bến này mà tay bên kia mà. Bên đang chạm đi nhớ. Bên đó đang chạm đầu à. Ừ, nó bơi xong rồi nó bệnh luôn. Ở đây có nè, lẩu gà lá é nè. Si. Gọi cái đầu 280. Gọi đâu? Tụi tao gọi mạng luôn đó. Chị nhà ông cào mà. Vô nhà tắm nó cào nó cấu đi. Hai cái gì đây, gọi hai cái đầu 500 mấy hả? 560 hả? Ờ con ly nó quá, cái chân nè 400 tự. 450 bo 100 lên. Đây đưa chân lên cho nó. Thấy rồi. Lầu cao tầng. Chiều đi dạo dạo kiếm miếng gió mà nóng quá ha. Ứng gió luôn. Cá coi bên kia. Cá hồ cá coi miễn phí. Đây là len mắt 2 nha mọi người. Len mắt bắt 2. Bắt 2, bắt 2 á. Là bác hai á, là mắt hai này đặt taxi và đây đang mắt hai nó cũng lên. Qua cậu đúng quy định. Cứ thế là nhào à. Có cái cầu vượt đi qua nè, đi bộ không ai đi.
rồi. Xe hàng Vinh mà. Chia tay rồi. Chia tay ăn tuyệt, đang ngồi ăn tuyệt. Hồ cá coi. Ông nói tên gì ta? Chiều dạo ở đây mát. Kìa, đây để ngâm chân dưới nước kìa. Đây. Cái này không lấy cầu lông theo đánh cầu lông kìa. Chơi cho em đi dạo vòng vòng lên mắt quay cho cả nhà xem. Cũng đẹp á. Bờ sông, bờ sông đẹp nha, view đẹp.
bốn đầu lì. Wow, wow, em nào đây con. Ra quay xuống sông chơi. Xuống sông mấy sông đi. Bottom play. And because. Okay, you sit down. You sit down. Nita, you have to help Kelly. Okay, Dana, you sit there. No, I'm here. Okay, you help Kelly. Oh no. Three versus one. Oh no. He's so very strong. Help them, Billy. I'm gonna lie down and put all my weight on it. Oh, yeah. Yeah. I am putting all my weight on it. Xuống rồi, đau rồi, đau rồi, nó đau rồi. Sorry, do you want him to be like hit the ground? He's much taller than you. You need longer legs, Kelly. Help, I want to get out. It hurts. It hurts. I'm big. Đấy đây đây ai xong quá. Đây. Không có đồ này thôi đâu. Không có đồ,
Ly làm chút bể đít luôn nè. Chơi với lại Bi đâu. Nó nhắn lên cái mày văng lên trời luôn. Thì đơn vậy mới được chứ đâu. Đúng rồi, đúng rồi.